Nói cho anh biết nha, từ rày về sau á, nếu như anh muốn gây sự chú ý thì đi chỗ khác đi. Nhà tôi không phải gánh xiếc đâu. Không phải, em hiểu lầm anh. Không hiểu lầm gì hết á. Mà từ rày sắp tới cũng đừng có tò tò đi theo tôi nữa. Ở nhà cũng đụng anh, vô trường cũng gặp anh. Tôi nói thẳng luôn á, là tôi không có thích anh. Anh đừng có đi theo tôi nữa, mất công lắm. Không sao, cảm ơn em đã có ý quan tâm tới anh. Nhưng mà không sao, anh khỏe lắm, bỏ ra chút công sức mà thành đại nghiệp, không xi nhê gì hết. Anh khùng hả? Có chút chút. Tôi nói một đường anh hiểu một nẻo là sao? Anh có bị điên không? Em nói ai điên? Không lẽ tôi?